Có chợ Thanh Long. Có mát. Hi, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với vlog của Hữu Thiện. Xin cảm ơn cả nhà đã dành chút thời gian quý báu để xem video của mình. Hiện tại thì Hữu Thiện đang có mặt tại xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Thì hôm nay mình ghé vườn thanh long của chị Chính. Rất là nhiều thanh long luôn. Đây bây giờ thì mình sẽ cùng chị đi hái thanh long nha. Thanh long của chị Chính nè. Dạ em chào chị Chính ạ. Đừng có nói chuyện với chị không có gì đâu, thì em hỏi để mình biết cái vườn thanh long đâu, tại em thấy vườn thanh long ở đây trồng á mà trong cái thời gian qua là nắng hạn đồ này kia, làm sao mình có nước mình tưới chị Chính? Thì để cho nó khô luôn. Khô, bỏ khô luôn hả chị? Ừ, để khô luôn rồi. Rồi vậy đó. Dạ. Yeah. Là suốt mấy tháng trời, suốt nay là mấy tháng hả chị Chính? Nay chắc ở 3 4 tháng. Ủa cả hôm nay cỡ được tháng mấy á? Tháng mấy à? Dạ. Yeah. Thà mình bỏ luôn chứ mình đâu có tưới, chị tưới là nó hư luôn hả chị? À, tưới cái sợ nước mặn á. Dạ. Nó sợ hư. Dạ. Yeah. Đợi chừng nào mà mưa xuống thôi. Ừ. Còn cái này á là hàng mùa nè. Ừ. Hàng mùa có trái gai gai ít vậy đó. Dạ. Yeah. Mình ăn á. Dạ. Yeah. Nước mặn mặn chứ cũng nó cũng có trái chín nè chị. Ừ thì nó có trái. Ở đây mình trồng được bao nhiêu mẫu thanh long chị? Cái đám này hả, là nó được 550 gốc. 550. Ừ. Là khoảng mấy công? 550 4 công á. Khoảng 4 công. Ừ. Dạ. Wow, chị hái những cái trái thanh long. Đẹp quá trời luôn. Cái này ruột đỏ hả chị? Ừ, thanh long ruột đỏ. Thanh long ruột đỏ nè. Bây giờ Hữu Thiện sẽ đi theo chân của chị Chính để hái thanh long nha. Cái này nó chưa có chín dữ nè mời. Chị cho em hỏi, khi mà mình trồng từ nhánh nhỏ lên khi mà có trái khoảng bao nhiêu tháng chị? Từ mới trồng lên mới trồng mới có trái hả, là khoảng 8 tháng. 8 tháng là nó có bông nhưng mà mình không có lấy. Dạ. Thì mình để cho nó hơi lâu lâu rồi mới lấy. Dạ. Ngày nay nó bắt đầu nó ra bông non nữa nè, nó bông nhỏ nữa nè. Trời nắng này nó hạn vậy mà nó không có nước tưới mà nó vậy nè. Dạ. Nó ra bông vậy đó. Nó có đá dữ lắm. Vậy tính ra cái sự chịu đựng của cái cây thanh long này nó rất là hay á. Em thấy nhiều cái dây thanh long mà nó mọc ở trên những cái cây quan dại, rồi nó sức sống của nó mãnh liệt lắm á chị. Ừ. Nó lội xương rồng mà. Dạ. Nó lại dòng họ xương rồng đó. Dạ. Nắng này trời nắng hạn vậy không có nước tưới mà nó vậy nè. Chị em thấy ở phía trên là nó vàng hết trơn á, là cũng do nắng hay sao? Do nắng á. Dạ. Bây giờ mà chỉ cần cơn mưa cái là nó xanh tốt lại hả chị chứ? Bây giờ mới có mưa là nó tốt lại hả? Bây giờ mình phải cầu mưa. Bây giờ giá ông trời cho không mưa. Chị, mấy cái bông này mình lặt bỏ vậy là sao vậy? Cái này thì nó mới có hổm nó trổ rồi, cái mình mới nè, cái này là hổm mình bẻ xuống là nó vậy nè. Dạ. Cái này nè. Rồi mình bẻ xuống giờ thành cái trái. Dạ. Rồi mình bỏ. Hồi lúc trước á là để nó trổ xong rồi á, rồi mình mới bẻ rứt bông xuống 3-4 ngày mình rứt bông xuống, giờ á là người ta làm kiểu khác rồi, giờ thôi. Chỉ cần mới hơi búp búp là chiều là bắt đầu là người ta bẻ rồi. Bẻ nó lại là đó. Dạ. Mà mình bẻ vì công dụng của để mình giữ cái dây thanh long hay sao chị? Sao nó tại không, người ta thấy người ta làm rồi mình bắt chước mình làm vậy đó. Dạ. Chứ không có nghiên cứu gì. Dạ. Nữa. Còn cái này thì trái mới có, cái trái này mới có 7-8 ngày gì đó. 7-8 ngày. Ừ. Mà em thấy do là chắc nước nó không có đủ nước cho nên nó cũng đều đọt. Ừ. Sao chị? Em... cái tháng thanh long mà nó rộ mùa là vào tháng mấy chị? Là tháng 7, tháng 6 tháng 7. Tháng 6 tháng 7. Ừ. Dạ. Rồi nó rộ. Nó rộ. Cái này nè không có xịt thuốc, không có rải phân, không có gì hết đâu. À, nè mấy cái này chị chia sẻ là không có phân thuốc gì hết trơn. Không có phân thuốc, không có gì hết trơn. Dạ. Nhưng mình trồng thanh long thì mình cũng xịt thuốc gì không chị? Có dưỡng. Dưỡng. Dưỡng thuốc với lại xịt bệnh rồi ít ít vậy đó. Dạ. Chứ không xịt thuốc nó bệnh hư hết. Mấy cái rãnh nước này để mình làm cho nó không có nó thoát nước hay sao chị? Đào mấy cái rãnh. Nó thoát nước đó, khi trời mưa á, mình bơm nước á. Dạ. Mình cứ bơm. Dạ. Cũng có chín này ha. Ôi, mình cắt gì không? Nó có hư vậy em chị? Không. Thấy nó lỡ nguyên một mấy luôn. Ừ, nó lủng vậy đó chứ không có hư. Móc nó liền lại hả? Ừ, khô nó liền lại hả? Hay quá ha. Ừ. Đấy, mình đi theo chị vào vườn thanh long mình mới biết được. Chứ mình đi mình nhìn bên ngoài thì quay cảnh không, mình đâu có biết người dân người ta chăm sóc rồi người ta thu hoạch như thế nào. Trời, cực dữ lắm á. Cực hả chị? Ừ, làm cực rất giả lắm mới được cái vậy đó. Dạ. Trời ơi, người ta thanh long bự nè.
không có xịt thuốc, không có gì. Ôi coi nè, trái nó bự nè. Nhưng mà trái nó không được đẹp. Nó không được đẹp nhưng mà nó cũng bự nữa. Ừ, không có xịt thuốc, không có gì trơn mà. Dạ. Mà nó mới chín nữa là không biết ăn nó ngọt không nữa. Thôi cắt đại đi, sẵn cắt luôn. Cái này thí dụ như mà lái họ mua là họ đặt cọc ở vườn mình hay sao chị? Ừ. Người ta lại người ta coi rồi cái người ta đặt cọc người ta mua. Dạ. Nếu mà thanh long mà vô mùa thì giá rồi được như giá hiện tại bây giờ chị? Giá bây giờ giá hàng mùa thì nó rẻ hơn cái giá đèn, cái tới mùa nghịch mùa đó cái người ta xong đèn á. Dạ. Thì nó có giá hơn được một chút. Ô mà nhiều khi cái nó cũng thắt mùa nữa, nó cũng thắt giá nữa. Thắt giá. Thắt giá. Như là được mùa thì mất giá. Ừ. Cái kiểu vậy điệp khúc vậy. À, tại vì mình thay thanh long mà tới mà chín là bắt đầu sụp giá. Tại vì mình là thanh long chủ yếu mình xuất đi Trung Quốc, lệ thuộc Trung Quốc rồi. Hơn tới gần 80% đi sang Trung Quốc rồi. Thì bỏ vậy. Đi ra thị trường châu Âu thì không có được bao nhiêu hết. Họ làm nước nước ép thanh long. Ép thanh long. Uống mà giải nhiệt trời trưa hè này ha. Ừ. Như vậy chắc mấy chục cái uống mệt dễ luôn á thiệt. Dạ. Hay hà luôn nè. Chị nó không có mấy chục cái chứ ra. Bữa nay là lộ nhất được mấy chục ngàn ký vậy, được 30 không? Nghe nó không được ba mấy ngàn. Thôi. Không được ba mấy ngàn hả? Ừ. Thanh long đẹp ghê chị, trái chín nè. Cái này là thanh long sạch nè. Sạch đó hả? Ừ, là không có thuốc, không có gì hết, không có que luôn. Mà ra đẹp vậy nè. Mà nó vậy đó. Dạ. Yeah. Cắt không? Cắt đi. Đẹp quá trời luôn. Còn không ta có vuốt que thì có que để xanh lè hả? Rồi. Còn này không có vuốt, mình để mình ăn á. Dạ. Yeah. Trời ơi, gặp cái kéo này nó hư hay gì nữa nè. Kéo nó hư rồi. Nó hết được rồi. Mấy cái này nó ra bông, cho em cái này đi. Đã ghê luôn. Mấy cái này ra bông, nó ra nụ rồi nè. Ừ, nó ra nụ nữa. Quá rồi đó. Trời luôn. Thấy mê luôn. Trồng rất là thẳng hàng luôn. Cái này mình khi mình tưới, mình tưới bằng cái hệ thống hay sao chị? Ừ, tưới hệ thống bằng máy, bằng hệ thống bằng mình đặt cái mô tơ tưới rồi mình tưới bằng cái dây á. Dạ. Thì mình kéo mình tưới. Cái bông này mà ban đêm nó đẹp lắm chị. Ừ, cái này chị nó cái này mới trổ hồi hôm nè. Ừ, muốn quay cái bông thanh long phải quay từ lúc 8 giờ đêm. Ừ. Giờ đó mới đẹp chứ ban ngày mình đâu có thấy được cái bông nó trổ. Ừ. Cái hoa này là hoa nở về đêm. Hoa nở về đêm đó. Đúng không chị? Ừ. Rất là đẹp. Hôm nào mà hoa trổ về đêm á, về em quay mới được. Chứ bên đi ban ngày là không bao giờ mà thấy được cái hoa của nó. Ban ngày nó rủ xuống hết rồi. Ừ, ban ngày nó rủ. Trời coi như chín nhiều vậy hả chị? Ừ, sao nó nhiều á, chị nói không có. Hồi nãy chị em mình nó tính là đi ra vườn chắc hái chừng cỡ 4-5 trái dữ lắm rồi. Hết, ai nó nhiều á. Dạ. Tại vì biết hỏng nó tốt luôn, có tỷ số cho nên biết. Dạ. Chín quá chị. Hết rồi, giờ bánh này nấu nước ép. Dạ. Ôi, thấy ham luôn. Bên em đâu có, Bến Tre đâu có trồng được thanh long. Do nó phù hợp với cái thổ nhưỡng đất ở đây. Đa số bà con mình ở Long Trì, ở Châu Thành, Long An là trồng thanh long hết luôn. Nhà nhà nào cũng trồng hả chị? Nhà nào cũng trồng hết trơn hết. Dạ. Bây giờ chủ yếu là trồng thanh long không á. Dạ. Mấy cái dây mình căng đó là gì chị? Mấy cái dây căng này là để mốt mình treo dây điện nè, mình treo đèn á. Dạ. Như nghịch mùa mình xử lý nghịch mùa á. Ừ. Mình căng dây lên. Quá trời. Cái tháng nắng khô hạn, chỉ nói gần cả tháng mấy rồi. Đang trời mưa. Đang chờ trời mưa. Đó, nhìn thấy trời chuyển mây đen chứ mưa ở đâu chứ không có mưa ở đây. Ở đây. Không có nước tưới mà nó vậy nè. Vậy dạ. Là cũng như nó ngon dữ lắm rồi đó. Dạ. Công nhận sức sống nó dữ thiệt chứ. Không có nước mà cũng ra trái rồi. Dạ, những con mập ú à. Trời chuyển nhưng mà mưa không nổi chị. Mưa ở đâu chứ không mưa ở đây. Vườn thanh long. Hy vọng là ở đây quất cơn mưa cái là vườn thanh long mà nó tươi tốt lại. Mình chỉ trồng mà mình canh mình thu hoạch thôi chứ là điện nước rồi đi đầy đủ hết trơn à. Giờ nước máy nước phun tên rồi mình đâu có tưới được hả chị? Tại không có đủ mình sinh hoạt là lấy gì tới tưới thanh long phải không? Ừ. Người ta đâu có cho qua đâu. Mình tưới là bị phạt hả? Phạt. Phạt tiền. Ừ.
Tại vì cái diện tích thanh long nhiều quá mình không có sử dụng nước đó tưới được phải không? Không, không lấy nước được. À, ở đây mà mình tưới nước phun tên là bị phạt. Không có được sử dụng nước phun tên tưới. Giờ phải đợi trời mưa thôi. Giờ chỉ chờ nước mưa thôi. Tại vì mùa hạn nắng này nước sinh hoạt mình xài còn không có nữa. Lấy đâu tới cây. Trời, cái kéo này nó bị hư. Đúng là bà con mình trồng cây thanh long chứ cũng vất vả lắm. Khi mà được cái trái thành phẩm như thế này đến tay người tiêu dùng cũng rất là vất vả. Nè đó, thanh long sạch đó, không có vút que, không có gì hết ráo á. Đẹp quá trời, không có trái nè. Trái này nửa ký không chị? Nửa ký hả? Ừ. Trọng lượng như thế này. Cái lỗi nhất nó khoảng ghê khoảng bao nhiêu gam chị? Nửa ký không? Hơn nửa ký không? Nhiều cái nó bự cả ký mấy luôn á. Ký mấy luôn hả? Ừ. Cái này nó là bình thường nè. Bình thường. Ừ. Nhất là cả ký mấy luôn á. Ký mấy luôn. Ký mấy trái. Dạ. Nhìn thấy ham. Để gốc cho nó giữ ẩm cho gốc á. Dạ. Đó, bên đó nó không có bị mất nước. Mất nước. Nè đó, nó coi vậy chứ nó còn ẩm ẩm như đây nè. Ờ à, ha. Đó. Cũng đỡ ha. Nè. Bên trong thì cũng có để đó. Phân nè, phân bò hay gì nè. Phân mấy phân hóa học, ớ mấy cái phân chuồng á. Phân chuồng. Ừ. Mình ủ mình đẩy gốc lại. Rồi, đẩy gốc lại. Để cho nó ăn trong cái thời gian mà nắng hạn à. Nắng hạn cho nên nó được vậy đó. Ừ. Chăm sóc cũng kỳ công lắm chứ phải nhẹ nhàng đâu hả chị ha. Tới ngày thu hoạch cầm tiền chắc cũng cực lắm ha. Cầm tiền phái. Phái không? Bằng thì cực. Trồng thẳng hàng đều rất là đẹp luôn. Những cái hàng. Dạ. Mở nước ra kéo ống tưới thôi. Thấy thanh long nó nhú cái nụ ra quá trời luôn nè. Nè đây nó nhú cái nụ ra nè. Hết rồi hả chị? Ở đó cái bồn đó là cái máy bơm hả chị? Ừ, tại cái này ở ngoài đồng rồi sợ. Lên. À đặt cái máy bơm đi nè. Đặt máy đây. Ta lấy cái nước từ trong đó lấy lên. À lấy trong cái hầm này nè. Ừ, hầm chứa nước đây nè. Hầm chứa nước đó đó. Ừ. Ngay giờ hầm cũng đâu còn nước phải không? Không, không có nước. Giờ là coi như là cạn kiệt, có nước mặn không à, không có dám tưới. Ừ. Thà để cây nó khô chứ tưới rồi nó cũng chết luôn. Ừ. Cây chịu khô cả tháng mấy à. Nó còn trái chín kìa. Đi cũng vòng vòng nhiều ghế bồ. Đây em cầm cho. Bên đó còn trái nữa kìa. Đó. Trời, con nhỏ nhỏ trời ơi em chứ gì thích. Trái chín là em thấy mê lắm. Cái này về nấu nước uống luôn á. Bình quân một cây thanh long này khi mà mình thu hoạch nó khoảng được bao nhiêu năm vậy? Mình thu hoạch mình bán trái mình săn sóc hả? Mình săn sóc kỹ lưỡng là nó cả chục năm á. Cả chục năm á hả? Ừ, hơn nữa. Như mấy cây này là bao nhiêu năm chị thấy nó muốn xuống rồi nè. Cái này cũng có chục năm cho nên rồi giờ ta chuẩn bị ta phá. Wow, như cái này là cây này đã cả chục năm rồi nè. Ừ, cả chục năm nó hư rồi đó. Rồi mình phá rồi mình trồng lại. Nhưng mà mình săn sóc kỹ lưỡng là chục năm vậy vẫn còn trái ngon đàng hoàng, cái này nó bỏ. Nhìn cái này nó xuống rồi hả chị? Ừ, cái này nó bỏ không, nó đâu có săn sóc đâu nó. À. Rồi cái mình phá hết mình trồng lại nhánh mới. Rồi bây giờ nó tuột xuống nước mình trồng được nhánh mới. Phải tuột bỏ hết cái này không? Dạ. Yeah. Như vườn ở nhà mình á thì mình còn khai thác để còn nhuyễn, mà mướn chắc thôi họ khai thác trong đèn nghịch mùa chắc làm suốt quá. Ừ, người ta làm hết luôn á. Dạ. Yeah. Mấy cái này nó bị làm như bị chai vậy. Chị lặt bỏ luôn hả? Ừ, nó chai nó hết lớn rồi. Dạ. Khoảng là chưa đi tỉa. Dạ. Yeah. Tỉa này phải chiều mát chứ mới đi tỉa được chứ. Đúng rồi, mà nắng quá không dám đi trốn trong nhà thôi. Nắng quá đi gì nổi. Nắng ra tỉa hồi xỉu luôn. Nhiệt độ là 39 40 độ. Ừ, mặn gì nổi, không có mặn được. Mặn gì nổi. Lúc này mình mướn công nè, họ có làm gì? Một mướn người ta mặn hết trơn luôn á. Dạ. Tại vì mình cái gì cũng mướn hết ráo rồi không có lời á. Dạ. Làm được con chi phí bỏ vốn hết mình phải mặn. Phải mặn. Mình phải ra công mình mặn. Dạ.
Quá trời. Cái này mà có một cơn mưa cái thôi là nó tươi xanh lại ha. Ừ. Cơn mưa là coi như là nắng hạn gặp mưa rào á. Dạ. Để giải cứu vườn thanh long nè. Quá trời. Không giá ông trời cũng nhìn nó lại được chút không? Dạ. Đổ cho vài cơn mưa cho cứu đỡ. Dạ. Hy vọng là ông trời ông dòm ngó tới vùng đất Long Trì, Châu Thành, Long An. Chỉ cần một cơn mưa ông ắc xì thôi. Ắc xì. Nó ra bông quá trời luôn nè, ra bông mới nữa rồi nè. Đâu chị? Nè, nó nứt bông mới nè. Cái này nó nứt nó nhú bông lên á. Ừ, cái này bông nè, bông ra chuẩn bị ra tiếp nữa đó. Dạ. Trái dữ lắm, hàng mùa này mới mốt có trái dữ lắm. Mới mốt em qua em quay mấy cảnh mùa hả chị? Tháng 7 tháng 8 phải không? Tới liền nè. Tới liền à. 5 tháng 6 tháng 7. Dạ. Quay cảnh mà thu hoạch chắc đã lắm á. Tới thu hoạch chắc mấy cái vườn thanh long chắc nhộn nhịp lắm á. Cũng không có gì, cũng bình thường chứ có gì đâu. Dạ. Ông nhá nhá chứ ông mưa không nổi. Mưa đã đâu quá chứ không có mưa mạnh đây. Mấy ngày nay bên bến tre quê em cũng vậy. Nhá nhá là chờ mưa vậy thôi. Thôi đi theo chị chứ. Đi theo chị. Thấy cho năm tái nào chín em chỉ chị chứ. Ôi đã ghê luôn. Cái này chưa có chín dữ là về nhà cắt nó chua mà để ngày mai thì được rồi chứ để làm gì. Để ngày ấy bữa cái nó chín lên. Đó, đã ghê. Thu hoạch thanh long đã lắm cả nhà ơi. Bỏ luôn hả chị? Nó hư rồi. Sao chị biết nó hư? Nó đen đó. Cái bông nó đen hả? Ừ, cái bông đen hả, hư rồi. Mình để nó cũng đâu có nên thân nên thành gì phải không? À, còn cái bông nào mà nó tươi thì giữ lại. Ừ. Mình có tiễn chọn lên không chị? Thí dụ như một cây mình để bao nhiêu trái không hay là cho trái hết? Có chứ, mình phải để cho nào trái đẹp đó mình để. Ừ. Dạ. Cho nó đạt năng suất, ví dụ được đạt loại nhất ha. Ừ. Bán loại nhất thì nó có giá hơn. Nè quá trời nó ra bông thêm nè, quá trời luôn nè. Quá trời luôn ha. Nó ra bông vậy là hy vọng mùa tới chị trúng mánh nè. Trúng mánh gì ra nhiều cái nó rẻ rề. Làm lỗ vốn. Nó nhiều khi ra nhiều cái chị hái chị bỏ hết luôn chứ trời không có để. Dạ. Nó rẻ rề hả? Ờ, nó rẻ xuống còn mấy ngàn ký không? Em thấy có đợt nào em thấy có đợt nào mà thanh long mà còn 2-3 ngàn ký đổ cho bò ăn luôn á. Trời ơi, như là được mùa là thì mất giá rồi, giá vậy trừ ra chi phí rồi lỗ rồi chị ơi. Thì bỏ vậy. Nhiều khi mướn công hái rồi còn lỗ luôn phải dẫn đâu. Lỗ luôn á. Vậy là thà người ta chặt bỏ hả? Chặt thí dụ chặt mấy cái trái này nè, cắt mấy cái trái này bỏ hết. Chị như cái nhánh này nè. Là nó có hai trái thì mình sẽ cắt một trái hay sao, thí dụ vậy, sao này lớn á. Ba cái bông này đâu có để được, cái bông nó nhảy bậy á, là đâu có để được, cũng mốt cũng phải bỏ hết. Cái bông gì mà nhảy bậy hả? Ừ. Cái bông này nó ấy. Ngộ ha. Ừ. Em cũng không biết nữa, em mới hỏi. Có như nó có một hai bông á là mình để làm cái gì, săn sóc không cực. Dạ. Tại là mình hết bỏ rồi mình chừa mấy cái này đặng con mốt mình lấy chung lượt với cái này. À, như bỏ luôn. Ừ, như là chị luôn. Làm một lượt cho nó ra bông đều hết luôn á. Ừ. Chứ cái lớn cái nhỏ rồi sau này nó không có đồng lọt. Nó không có đồng lọt, mình phải khóc kỹ cực á. Giống như vậy nè, có mấy trái vậy nè, mắc công đi ấy. Ừ, coi như giờ mình đi hái mấy trái này nè. Ờ, giống vậy đó, giống như có mấy trái phải đi hái. Thà nó đồng lọt cái mình chăm sóc, xịt thuốc, đồ dưỡng, đồ qua nó một lần nó dễ phải không? Ừ. Nó bị đẹp. Ê, mình thử một cái trái thanh long ăn tại vườn nha. Mình thích cái cảm giác này nè. Tại vườn nha. Trong cái thời tiết oi bức như thế này mà ăn trái thanh long như thế này thì thôi còn gì bằng nữa. Thanh long là ruột đỏ nè chị. Ừ, thanh long ruột đỏ. Như chị chia sẻ, ngoài mình ăn như thế này về mình làm nước ép á, rất là mát luôn. Giữa trời hè như thế này làm nước ép thanh long á thì rất là mát luôn. Xin mời nha, xin mời cả nhà mình. Ngọt lắm chị. Nó ngọt mà nó nóng. Tại vì ngoài trời nó nóng quá trời. Là trời nắng á, là nắng mưa giờ á nó nóng. Mình ăn thanh long vào cái thời điểm này á, là thanh long sạch nè. Cả tháng mấy này đâu có phân thuốc gì đâu. Ngon vậy. Giờ họ trồng ruột đỏ chứ đâu trồng ruột trắng hả chị? Cũng còn, ruột trắng hồi trước người ta trồng á tới giờ còn. Dạ. Hay ruột đỏ này nó có giá hơn hả? Ừ, nó có giá hơn nhưng mà đều chi phí nó nặng lắm. Chi phí nó cao á, vuốt ngoe phải tốn phải 3 lần, 2 lần.
Như cái ngoe này nè, mình phải mướn công mình vuốt cho thẳng, phải không? Vuốt, vuốt cho nó xanh cái ngoe, nó cứng cái ngoe. Rồi người ta mới xuất khẩu mới đi được, còn không mấy là đỏ ngoe như cô, như cái đó là không có được. Không có được. Nhưng mà mình ăn thì nó ngon. Rất là ngon. Giữa trời như thế này mà ăn cái trái lông này thôi, quá đã rồi. Mời chị chứ. Nãy giờ ăn không có mời chị. Ăn đi. Ngon quá chị, ăn hết trái lông rồi. Ăn đi, ăn đi. Phải hà luôn á, ăn đi rồi ăn nữa. Rất là ngọt luôn á, nó ngọt thanh luôn á chị. Trời nắng này nó ngọt á. Cái hà long giờ nắng thiếu nước nhưng mà cái hà long á nó đủ nước ngọt lắm. Nó ngọt gì đó. Cảm giác mà vô giữa trưa trời nắng mà vô ăn cái hà long này thôi, quá mát luôn. Bổ có nhiều vitamin lắm á. Dạ, rất là bổ luôn. Một hồi về chị sẽ chia sẻ cái món mà làm nước ép thanh long đó. Rất là bổ luôn. Ăn để giải nhiệt cái giữa mùa hè này, tăng sức đề kháng nữa. Đi có một vòng thôi mà thu hoạch cả vỏ thanh long luôn, quá trời. Cái này trái nó ít ít thôi á. Cái con đường đi vào vườn thanh long cũng đẹp nữa, uốn lượn luôn. Như bên đây là mới xuống á chị, vườn thanh long bên đây nè. Mới trồng. Mới qua coi cái hồ nước còn nước không. Hồ cạn khô chị ơi. Quá trời, ở đây em bưng cho, chị bưng không nổi đâu. Hay khiên. Thành quả của hai chị em thu hoạch được một vỏ thanh long nha. Cái này khoảng bao nhiêu ký chị? Không, mười mấy ký. Mười mấy ký à. Đi hái có một vòng chưa đầy nửa tiếng nữa. Mười mấy ký à. Còn nữa nhưng mà mình hái nhiêu đây thôi. Để mình quay cái vườn thanh long cho cả nhà mình xem vườn thanh long của chị Chính. Quá trời luôn. Mùa nắng mà được những trái thanh long như thế này là quá ngon rồi. Hái nữa hả chị? Hay còn mấy trái khác không rồi chứ để dạ. Đi thấy hái nữa nè. Chắc cho nó gọn gọn lại để vậy xong mấy. Rồi xong. Rồi đó. Xong. Thu hoạch thanh long. Sắp một đợt. Trời chuyển nhưng mà không mưa nổi, phải mưa một đám mưa thôi. Thanh long sẽ xanh tươi tốt, bà con ở đây mừng biết mấy luôn. Ở đây có cái đường nước phun tên, chỉ kéo về để giải cứu vườn thanh long. Nhưng mà chỉ giải cứu được một phần nào đó thôi, chứ không có được sử dụng nước phun tên để tưới. Nếu như mà bị phát hiện dùng nước phun tên để tưới thì sẽ bị phạt. Có nhà vườn là sử dụng nước phun tên này để tưới cho thanh long, bị phạt từ 7 tới 10 triệu. Tại vì đang mùa nắng hạn như thế này, không có nước, ngay cả nước sinh hoạt cho bà con mình không có nó thì lấy đâu để mà nước tưới cho vườn thanh long. Cho nên nó là không có được sử dụng nước phun tên. Đây, nãy giờ thì thanh long chín nè, rất là đẹp luôn. Một trái như thế này trọng lượng là khoảng nửa ký, rất là đẹp. Thanh long sạch luôn. Cái này về thì mình chỉ lột mình ăn thôi, hoặc là làm nước ép uống rất là bổ, giải nhiệt mùa hè, tăng cường sức đề kháng. Vâng, video của Hữu Thiện đến đây xin tạm dừng. Nếu như cả nhà xem qua thấy thích video này thì cả nhà nhớ bấm đăng ký kênh Hữu Thiện Vlog, bấm like và để lại comment bên dưới như là động lực để Hữu Thiện làm video sau được hay hơn và tốt hơn nữa, và Hữu Thiện có thể đi được nhiều nơi như thế này để gửi tới những hình ảnh như thế này cho cả nhà mình xem nha. Vâng, xin chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại.